Hello, chào tất cả mọi người. Và sau đây thì mình xin chia sẻ cho mọi người một cách gọi là tích hợp cái QR code cộng với thanh toán tự động trên trang website của mình. Đấy, mình sử dụng trên nền tảng Nuke Việt CMS. Thì như bình thường để các bạn muốn thanh toán được tự động ấy, thì các bạn sẽ phải sử dụng đến thứ nhất là phải API ngân hàng hoặc là cái VNPay của ứng dụng bên thứ ba đó. Thì đối với những cách làm đó thì nó rất là khó khăn, rất là phức tạp đối với những thành viên cá nhân. Đấy, với doanh nghiệp thì nó rất là dễ dàng. Đó. Thì để có thể làm được những cái đó thì mình cần phải đăng ký các thông tin doanh nghiệp ấy. Nó rất là mất thời gian. Thì hôm nay thì mình xin chia sẻ cho mọi người một cách gọi là tích hợp với QR code và thanh toán tự động trực tiếp trên phone end của mình luôn. Đấy, thì để có thể sử dụng được cái này thì mình có sử dụng đến cái AppScript này và cái ứng dụng Caso này. Thì đầu tiên thì các bạn cần phải đăng ký một cái tài khoản Caso này trên cái trang web my.caso.vn. Thì các bạn vào đây đăng ký, sau khi đăng ký xong, thành công xong thì đối với những cái giao dịch ấy, thì cái này nó cho free thì là khoảng 30 giao dịch trên một tháng. Khoảng 30 giao dịch trên một tháng thì những bạn nào ấy mà muốn test thử thì các bạn hãy vào đây đăng ký một cái gói sử dụng cái gói free này, hoặc là những ai mà có thể đăng những ai mà có thể sử dụng nhiều giao dịch hơn thì các bạn hãy đăng ký gói starter này, hay gói pro, gói team, gói công ty là bạn company. Thì đối những cái gói này ấy, thì nó cứ mỗi một giao dịch nó trừ khoảng tầm 1.000, thì nói chung là cũng cũng cũng, cũng ổn. Thì các bạn có thể làm thử, có thể mua thử, trải nghiệm thử xem nó như nào. Đó. Như cái gói Pro này thì đấy, khoảng 10.000 giao dịch thì nó một khoảng nó khoảng tầm 8 triệu này. 340 giao dịch thì nó mất khoảng 379. Thì những cái ưu điểm của những cái tính năng này thì nó có hết ở đây. Thì các bạn có thể vào đây các bạn đọc, như mình hiện tại thì mình chỉ test cái gói free thôi. Đó, nó được khoảng 30 giao dịch trong một tháng. Đó, thì mình ở đây tại đây thì mình có tích hợp nó trên cái Google Sheet rồi. Đây, Google Sheet này. Đó. Thì ở đây thì mình có các cái giao dịch như này. Đấy, mình có liên kết với những cái này và sử dụng cái AppScript để kết nối với nó. Thì ví dụ như mình bây giờ mình đang muốn thanh toán một cái sản phẩm như này. Đó. Thì mình sẽ bật F12 lên này. Thì các bạn sẽ thấy được cái thông tin thanh toán của nó đây. Đó. Đó như cái này đó, thì nó check thành công thì nó sẽ báo là thanh toán thành công cho mình. Giả sử như bây giờ mình muốn thanh toán một cái sản phẩm thứ hai như này đó, thì bây giờ mình sẽ thực hiện nhá, mình sẽ thực hiện là quét mã QR code này với mã nội dung là SM0092 này. Mình sẽ thực hiện chuyển khoản vào cái số tài khoản này bằng mã QR code này. Đó, đây là giao dịch bên này này. Đó, mình sẽ thực hiện chuyển khoản này. Đó. Mã SM0092 mình nhận thấy rồi. Ok. Chuyển là 20.000. Ok. Mình đã chuyển xong. Đó. Đây. 20.000 mình mới chuyển xong lúc 14 tháng 7 lúc 10 giờ 21:02 này. Đó. Thì mới 20.000 thì bên này. Đó, nó vừa thanh toán thế, nó vừa quét xong thì mình test lại nhá. Đây. Cái mã này. Giao dịch này. SM0092 này. Đó. Thì mình đã quét thành công luôn, thanh toán thành công luôn, thì bên này mình nhận được rồi mà. Thì dẫn đến bên Phone này mình cũng sẽ check được là cái người vừa rồi người ta sẽ chuyển khoản thành công. Đó. Thì đối với cái ứng dụng này thì các bạn có thể áp dụng vào test thử xem là cái này nó có ưu nhược điểm gì không. Đó. Thì đây thì mình có một cái chia sẻ như vậy thôi để cho các bạn tham khảo. Ok, thế thì sẽ video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết về cách làm cái QR code như nào nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.